Waiting.
Lần này là pha phát bóng của Thanh Thúy. Hàng trắng của chúng ta đã chắn bóng đi ra ngoài. Chúng ta chờ xem. Và trọng tài sẽ định. Vừa rồi điểm thu về cho Philippines. Chắn bóng ra ngoài. Đó là phạt, sẽ là một quả phạt của Lưu Thị Huệ. Mười một. Philippines. Không thành công. 4-3 cho Philippines. Rất căng thẳng. Bóng chạm hàng trắng. Bóng chạm vào tay của Thanh Thúy. Liên tục là Lưu Thị Huệ phát bóng. Chặn bóng ra ngoài. Chúng ta sẽ vào tranh huy chương vàng cùng với ứng cử viên và cũng là đương kim vô địch. Đó chính là Thái Lan ở trận chung kết cho tấm huy chương vàng. We'll be right back.